Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Towaga Among Shadow nha anh em. Bữa trước là mình đã cứu được cái thằng Rockhand rồi. Nó cũng bị bóng tối tha hóa các bạn, nó cũng bị bóng tối tha hóa và mình đã cứu nó rồi. Hóa giải lời nguyền cho nó và nó nói những cái gì? Davu, Linon, Lichao, La Sufran. Vậy thì mày khá ăn kỳ này, mày nói tiếng Pháp à? Oh shit. Nghe tiếng Anh mình còn không rành nữa, này chơi luôn tiếng Pháp rồi anh em ạ. Ơ, từ từ. Bà nậu che nó. Mình chuyển về. Ừ. Từ từ để coi nói cái gì. À đây đây. Ủa sao tự nhiên nó chuyển về tiếng Pháp rồi ta? Đùa nhau à? The light guide me through this hardship. Ánh sáng dẫn tôi ra khỏi cái gì đó, xuyên qua cái gì đó. Hardship là cái quái gì? Ok, tiếp tục thôi. Rồi. Immune mental tenantit là gì ta? Chẳng biết đâu. Thôi. Thôi tiếp tục thôi. Bây giờ mình hơi bị lật các bạn. Dầm ba cái con quái. Bùm. Ủa. À rồi. Mình tưởng mình bị mình bị không chơi chiêu được. Mình vẫn chơi chiêu được anh em ạ. À. Purify. Ây da da. Má mấy con cù tè le nữa. Không sao. Ôi. Cái sự kêu động đất của mình là nó có luôn cái đóng băng luôn các bạn. Cho nên là không lo. Đóng băng với lại nó sẽ tăng điểm cho mình luôn. Ui. Ok, đang được thứ hai rồi. Các bạn thấy cái cục nằm dưới thanh máu của mình á, nó là mana nha anh em. Đó là mana đó và nó sẽ hồi lại sau khi mình chơi chiêu. Từ từ nha, để mình vô cái phòng file coi để mình có nâng cấp được 200 mấy rồi nè anh em. Đâu có nâng outfit gì. Đây. Bây giờ mình sẽ tăng thêm một cái mana ball nữa. Nó sẽ ra thêm một cục cho mình. Nè, mình có chiêu. Đó các bạn thấy không, nó ra thêm một cục nữa. Vậy là mình có thể chơi chiêu được nhiều lần. À, nói chung là 2 lần. Xong rồi nó mới bắt đầu cao đao nha. Mẹ khó gì ta. Chơi đông quá. Gì đây? Xong cho bắn ra. Mày bù vô đi, tao có đóng băng nè. Đây. Nói chung là mình cũng nên xài chiêu tiết kiệm các bạn. Từ từ rồi mình sẽ nâng cái cao đao của nó cho nó à, tăng máu. Mình sẽ nâng cái regen mana để cho nó regen nhanh. Bình tĩnh nè bạn. Bình tĩnh nè. Trời ơi, bị mất rồi. Ủa, sao mấy này nói với chân mình đông vậy? Ôi. Bay lên luôn rồi. Lúc nào nó cũng có một cái màn bay ha. À, mở cho mình cái codec gì đó.
Listmonger cộng cho mình 73 sát luôn. Để coi coi bao nhiêu trăm đâu vậy, life recover đâu rồi. Đây, cái này là tăng cái tốc độ hồi mana này cho nó lên 10% đi. Nó không phải đóng băng các bạn, nó là cái kiểu như là nó bị chán á. Ok. Hồi được máu là ổn rồi. Ui, mất máu. Mình chỉ được bay trong cái khung đó thôi. Ôi trời ơi, bay đồng thế. Ui. Rồi. Ba mươi mấy sát rồi. Cái này nó hay bị trôi lắm nha. Mấy thằng bị purify sao không chết liền ta. Ui. Còn 3 điểm luôn. Chạy đâu, chạy đâu. Ui, mấy cái con quỷ này mà các bạn phải bắn cho nó quay hết một cái dòng màu trắng nó mới chết. Từ từ, mình canh, mình đứng ngay góc này coi. Có lẽ là mình đứng ngay góc này nó thuận lợi cho mình hơn. Mình nghĩ là mình đứng ngay góc này nó thuận lợi chứ. Ui. Mình sẽ không bị bao vây anh em ạ. Đó, mình cứ đứng đây mình bắn thôi. Cái mánh, mình phát hiện ra cái mánh rồi. Sau này đi lên, bay lên trên mình chỉ đứng ở góc thôi các bạn. Đứng ở một góc thôi, nhưng mà nó cái thằng nhân vật của mình không có đứng yên, nó sẽ bay vòng vòng. 137. Từ từ. Cái thằng quỷ này bơm nè. Lú ra. Ê. Eo con ơi. Purify nó liền. Rồi mình này. Cô mình tưởng mình dính đam mà chứ. Hên ghê. Mày đứng đó luôn đi. Rồi ít 2 rồi, ráng là ít 3 đi. Ui nó nổ. Chết rồi. Nó biến gần mình quá. Không trở tay kịp.
thôi. Bắn mấy cái trái cái cầu coi. Rồi bắn mấy cái viên ngọc nhé. Một viên là 5 xô. Một xô nhiều vậy ta? Mình đang có x2 luôn á, ngon không? Choo choo. Back clear. Rồi, nâng cấp sơ sơ thôi. Bắn gì đây? Độ rộng. Dam thì tới 200, có đủ nè. Im dam 5/7 rồi, mình còn nâng cấp 2 lần nữa thôi. Được không? Menor này làm gì đây? Let give you a hand, my dear children. Để ta giúp người. Okay. Con của ta. Sparkle là cái gì không biết. Ừ, mày đánh nó luôn rồi. Nha. Vô đây. Bây giờ đam tao to lắm rồi. Xong. À, bây giờ người đã có được sự chú ý của ta, nên là nó chỉ là mình thắng nó trận này chỉ là tăng thêm sự thú vị thôi. Biến mất rồi, mình clear thêm một tháp nữa rồi. Bắn viên ngọc này. Lava Soul. Unlock thêm một cái kỹ năng nữa. Explode Burning Bullet. Inflict damage over time. Cho những cái nổ. Nổ ra một cái những cái viên đạn cháy và đốt, thiêu đốt những cái thằng quái vật ở gần. Rồi, Serene Purifier. Rồi, quay về gặp cái thằng quỷ đó, tên gì mà quên mẹ nè. À, Kuro. Rồi, một cái tháp nữa. Mình đã clear thêm một cái tháp nữa rồi các bạn. Thế mình nghi cái thằng Kuro này nó là boss cuối rồi anh em ạ. Những cái thằng hướng dẫn đó, mình nhớ mình theo mình đoán không lầm, những cái thằng hướng dẫn như vậy nó rất dễ là boss cuối. Metno không phải là cái mối nguy hiểm duy nhất. Thôi mệt quá. Còn thằng này nói gì đây? Voice. Thằng này cứ nói cái gì á. Thôi tiếp tục anh em. Mình vào cái khu rừng gì rồi nè. Con này là tôi nó trưởng. Ê, cái con này thay vì cái con chạy dưới đất thì được á. Hình như mình đang sử dụng cái lava các bạn, cái kỹ năng mới. Rồi để coi nè. Nó sẽ đốt cháy. Nếu mà ở dưới đất không thì rất là dễ.
một đây lên trên rồi nó biến teleport cái kiểu bùm, thằng nào mà dính cái đó cũng phê lắm á, chết. Mình đang có x2 đó, được x3 rồi. Nè, thêm cái con trainer mệt vãi. Ok, nó là bay nhưng mà nó teleport vậy thôi. 206. Mình nâng cấp cái gì đây ta? Thôi, thấy outfit làm gì? 206. Mana recover. Mình tăng cái độ lớn của cái beam đi. Mình tăng độ lớn của cái tia. Đứng dưới gốc cây chơi luôn mấy này thì hai con luôn. Nhưng mà cái con này được cái là nó bắn ra những cái viên rất là chậm anh em. Nó không có đánh melee mình cho nên là mình cũng, nó không áp sát mình cho nên là mình cũng dễ đối phó với nó. Ra nè, nghe bắn tứ té hết. Bùm, nó bị đốt á. Đó, mình đang có x2 đáng dữ. Tí hồi bay anh trời dở mà. Đó, x3 rồi. Cái tia của mình giờ nó bự hơn 10% nữa. Mới đầu game thì cái tia rất là nhỏ, nó không có ra, nó không có làm choáng các bạn. Ok, giữ x3 là ngon. Unlock thêm một cái gì đó. Trăm lẻ năm, tiếp tục thôi. Uống vải. Mày quỷ tên là boss. Ủa, coi kìa. Mày lại đây. Nó biến qua biến lại kìa. Khủng khiếp thì chứ. Nè. Nè. Mình mới bị dính đòn á. Hồi máu này. Rồi có x2 rồi, ráng giữ lại x3. Ôi, cái thằng kia nó bị cái gì vậy? Clear dưới rừng rồi, giờ lên tháp đứng rồi. 200, để mình lên 250 để mình tắt cái đam. Tụi bay nổ thấy bà, tụi bay dưới. Chưa gì mới vô là cho hai con nổ. Áp đảo tinh thần mình hay gì. Thêm cái nữa nè. Ah,
Thế mình chơi chiêu một cái là cái kia cái cục mana còn lại nó cũng ngưng, nó cũng ngưng xoay luôn. Nè bắt đầu nè, cái kia xoay nè. Có nghĩa là nó sẽ mất một cục đúng không? Khi mình chơi chiêu nó sẽ mất một cục mana và nó sẽ ngưng hồi. Ui nó gần mình quá rồi, ăn đam chắc. Rồi mình chơi cái chiêu lava nó cũng đốt gì mình luôn. Đốt nè. Chưa? Nhiều có đét quá. Đó, 262 rồi đó. Từ 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 để mình coi coi nó cứ ấy cho mình coi cái outfit riết này. Outfit nó có cái gì? Mình mở được bao nhiêu cái? Hoài. Ê nó cái này nó có bonus cho mình những cái kỹ năng luôn nè các bạn. Được á. Nhưng mà quay mình thấy quan trọng là skill của mình hơn. Rồi thêm 10% nữa anh em. Đắp vào đó. Đợi 300 rồi thì mình nâng mắt cái đam của cái tia. Dễ. Bật cái là nó không có chưởng được hai tay nha, nếu mà chưởng được hai tay thì ngon rồi. Trời ơi, bây giờ cái tia mình nó lật lắm rồi các bạn. Nó tới đây hả? Ở trên không đủ, giờ xuống tới dưới. Qua đây, đứa nào? X3 rồi. Rất là nhanh nha. Mình không để ý á. Hình như là cứ được 100 điểm mà mình không có bị ăn đam á thì mình sẽ được nâng cái điểm. Ui, hên quá. Thôi, mất rồi, tự nhiên. Không để ý cứ coi cái điểm riết à. Cái này nó trực tiếp gây đam luôn chứ nó không có phải kiểu như là khống chế gì như hai cái chiêu đầu. Nó cũng trực tiếp gây đam luôn. Việc quái nhỏ rất là gọn nhưng mà đối với quái lớn thì hơi khó nè. Rồi. À, bay lên trời lúc nào cũng là cái món khoái khẩu của mình. Tiếp tục thôi. Đợi lên 300 cái mình nâng full dam luôn. Đau. Đó, mình sẽ đứng ngay cái góc này. Mình sẽ không bay vòng vòng nữa. Đó, cứ đứng ngay cái góc này đi. Không bay vòng vòng nữa. Nhiều con á, cái lúc mà mình bắn mà mình bị áp sát đằng sau lưng á, là mình sẽ phân tâm không bắn những con phía trước và kết quả là gì, là mình ăn đam rất là nhỏ, cho nên là mình chỉ tập trung khoảng góc 90 độ nè. Nếu mà đây là góc vuông thì đây là sẽ là 90 độ, mình chỉ cần phải lo 90 độ trước mặt mình thôi. Đó, mình cứ chiếu vậy nè, con nào đụng thì chết thôi. Dễ không? Đó.
Rồi vậy thôi, thằng nào áp sát mình quá thì mình chơi chiêu. Đó, clear. Nhẹ nhàng không? Quá là đơn giản anh em ạ. Quay, đừng nói mình đánh lộn với thằng Metno ở trên trên không luôn nha. Ui. Ai nữa đây? Yes. Đây coi coi nó nói rồi nó Anaga. Metno Anaga. Anaga là nữ chắc rồi. Nó xưng là si, chắc chắn là nữ rồi. Ui. Ôi. Kìa này. Cái con này nó có cái yếu điểm là sau lưng anh em. Sau lưng. Đó, chết này. Xong. Nó chỉ được có một cái dòng bảo vệ phía trước thôi. Mình có hóa giải lời nguyền cho nó không? Rồi đáp xuống rồi. Rồi, clear. Memory recon. Đây là một cái codec thôi anh em ạ. Từ từ, mình quay về một cái. Để coi coi. À mình, ế nó nằm kìa. Anaga. Đây là con Anaga. Thế bây giờ mình càng ngày càng cứu được nhiều người về cái hang này. Ok, hôm nay tới đây thôi nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái tập tiếp theo.